chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần GB và Cuộc Sống Ở Nhật. Xin chào cô chú đi. Xin chào cô chú. Xin chào các bạn. Hôm nay thì hai mẹ con Quỳnh sẽ ăn làm gà cay nha mọi người. Cái set gà cay bên đây thì là gà cay và bên đây thì là gà thường. Và ở đây thì là cái set của Sa. Quỳnh mua cái này là hiệu KFC nha mọi người. Rồi, sang đi. Và ở đây thì Quỳnh chấm với lại nước sốt xăm dăn. Bây giờ thì Quỳnh sẽ cho cái chén lên đây. Không biết mọi người thấy không ta. À, Quỳnh sẽ đổ cái nước sốt này ra trước nha mọi người. Thì cái gà cay ở Nhật thì nó đã cay rồi. Một chút mình sẽ ăn thử nó cay bao nhiêu. Còn bên đây thì gà không cay cho nên Quỳnh sẽ chấm với lại nước sốt của Hàn Quốc Quỳnh ăn. Với lại gà cay giòn giòn ăn nó mới ngon mọi người. Ăn cho nó lột lưỡi. Hôm nay bà Quỳnh sẽ thành con két. Ở bên Việt Nam mình hay nói là ăn mấy cái nào cay cay là sẽ lột lưỡi thành két các mọi người. Giờ Quỳnh khá một số uống trước nha. Nước này Quỳnh uống là nước ngọt của KFC. Hôm nay á Quỳnh mua cái set này đó mọi người, là tổng cộng 2 set lận. Cái phần của Sa là cái set nhỏ riêng, Quỳnh không có tính. Rồi bây giờ Quỳnh sẽ ăn cái gà cay trước nha mọi người. Đó, gà cay thì mọi người thấy là nó có cái màu hơi đỏ đỏ hơn là cái gà bên đây. Rồi Quỳnh sẽ cầm ăn nha, cầm ăn nó mới ngon mọi người. Mời tất cả mọi người ăn chung với Quỳnh nha. Ăn cắn cho xong mới mời. Quỳnh thấy nó cũng cay mọi người. Nhưng mà cái độ cay của nó đâu có bằng nước sốt tham gia Hàn Quốc này. Cái lớp vỏ ở ngoài nó cay là do cái phần bột người ta bỏ cái ớt mọi người vào. Nhưng mà Quỳnh muốn ăn cay hơn cho nên Quỳnh sẽ chấm chung với lại nước sốt xăm gian nha. Cái ly hơi bị nhỏ. Rồi ăn. Phải công nhận chấm chung với nước sốt xăm gian sệt. Đúng phê mọi người. Cái nước sốt xăm gian này công nhận chấm gà phê thiệt mọi người. Mình xé nè. Nó trông ngon dễ sợ. Nó cay mà nó ngon mọi người. Tại sao Quỳnh phải xé nhỏ ra mọi người cũng biết rồi. Tại vì cái chén nó nhỏ mọi người. Để chén bự lên đây thì nhìn nó không có cân bằng với cái dĩa. Tại vì cái dĩa này nó cũng không bự nhiều. Mà để cái chén bự quá nhìn mất thẩm mỹ. Nó giòn rụm luôn. Chấm chung với lại nước sốt. Độ cay nó cay vạn phần. Thịt gà thì ngọt. Nước sốt thì cay. Gà thì giòn. Lớp da vỏ ngoài á. Cho nên ăn rất là bắt mà đã. Ngày hôm bữa rồi dễ cho ta. Ngày hôm bữa ở Nhật á mọi người thì nó có bán cái loại này. Xong cái nó ngưng một thời gian nó không bán mọi người. Cái lúc mình đi mua á thì không bán lại. Và nó mới bán lại cái set gà cay này được vài bữa nay mọi người. Cho nên bạn nào ở Nhật tranh thủ ăn đi, với vài bữa nữa nó không bán. Ở Nhật nó kỳ cục mà nó không có bán xuyên suốt, nó bán xong nó ngừng cái nó ra món mới mà. Ngon quá. Đúng là những cái YouTuber khác đã ăn cái món gà cay này chấm với nước sốt xăm vàng và ai cũng khen ngon hả. Hôm nay bà Quỳnh ăn, bà Quỳnh cũng khen ngon luôn rồi đó. Cho nên bạn nào chưa ăn nên thử nha. Thịt gà rất là mềm ngon. Vỏ trong thì nó hơi mặn mặn. Mình làm ở nhà bao nhiêu lần ăn cho đỡ thèm thôi. Chứ thật sự thì mình làm không bao giờ bằng cái gà mà mình đi mua ở ngoài cáp xế mà. Thậm chí Quỳnh đã coi biết bao nhiêu công thức luôn à. Nhưng mà không bằng. Mọi người biết tại sao Quỳnh ăn hôm nay mà nó đỡ cay hơn không? Là bây giờ cái gà của Quỳnh nó vẫn còn nóng á. Cho nên khi chấm vô cái sốt này á, cái nóng của nó át đi cái độ cay cho nên mình còn nói được.
Chứ một chút nữa đóng gà thì của mình nó không còn nóng nữa. Thì lúc đó mình hết nói à. Quá thật hả? Sao ảnh mê mà. Ở bên đây của anh cũng có một cục gà không cay. Ngon quá. Cái khoai tây chiên này á, thì nó giòn mà béo mà. Cho nên rất là ngon. Rồi bây giờ mình sẽ ăn tới cái đùi gà không cay bên đây nha mọi người. Cái đùi gà chấm dừa vô cái ly. Trời cay mọi người ơi. Bây giờ ngưng lại nó ngang nó cay. Quỳnh cắn hơi lâu là bởi vì á, Quỳnh cắn Quỳnh lừa, Quỳnh lấy cái gân, không phải gân mà là cái sụn gà nha mọi người. Lừa cái xương gà thì nhanh nhưng mà cái sụn gà Quỳnh cắn luôn. Cái sụn gà ngon ghê, không biết cái chiên sao mà cái chuột sụn gà mọi người tách ra luôn. Ngon dễ sợ mọi người. Thì Quỳnh mua tổng cộng là 2 set lớn và 1 set nhỏ của sàn 3 sen 6 là khoảng 700 ngàn tiền Việt Nam cho hết nguyên cái mâm này Quỳnh ăn nha mọi người. Ngon khủng khiếp luôn. Ai cũng bảo ăn cái món này sẽ mập không mọi người. Đúng thật sự là nó rất nhiều calorie. Mà thật sự nha, những cái món dễ làm cho mình gây mập á là những cái món nó luôn luôn ngon mọi người. Cái nào của nó thiệt. Ít có cái món nào mà nó không cho mình gây mập mà nó lại ngon lắm, ít lắm mọi người. Mà đặc biệt là những món gà chiên và những món chiên hải sản hay là gì đó. Bây giờ mình sẽ ăn tiếp miếng gà chiên, gà cay nha mọi người. Ăn vậy nó mới đã. Sao? Nó quay còn hơn trong trống nữa đó mọi người. Quá sao đã. Không vô. Vô. Nóng. Nóng vô. Bà dùng từ ghê quá. Bà mình mới dùng từ ghê quá. Trời, cái số ớt Hàn Quốc ngon thiệt nha. Ngày hôm bữa cũng có chia sẻ với mọi người cái số này mình mua tại Nhật nha. 550 yên một chai. Trong shop Khadi nha. Vô trong Aeon là sẽ có Khadi thôi. Vô đó hỏi người ta. Chai màu đen là cay nhất nha mọi người. Mà phải công nhận. Người Việt Nam mình ăn cay thiệt. Mà ăn cay nó mới kích thích vị ngon mọi người. Còn nóng không?
cho nó mới đã. Chứ mà chút nó hết nóng rồi là biết. Mình sang tới phần ức rồi đây nha. Sao bô tay tẩu nó không? Sao? Ăn bô tay tẩu nó không? Nó ăn hết bô tay tẩu mọi người. Nó chưa lại thịt gà. Nó ăn mà nó ngu mọi người. Nó biết gì vậy? Không ăn rồi, chúng ta ăn bô tay tẩu rồi. Nào. Đủ đây. Con nít người ta thích ăn gà chiên nha. Còn này á, mua sẵn gà chiên gà KFC là ngon lắm luôn á. Mà cũng không ăn, chỉ thích ăn bô tay tẩu ha. Ăn khoai tây chiên. Ở nhà cũng cho đồ chiên cho nó ăn á. Rồi hải sản mọi người, nó không ăn gì chân. Cái gì cũng cho ăn nhưng mà kén lắm mọi người, không ăn. Nó chỉ thích hảo mị mà. Không biết cái sụn xương ở trong này nó gì làm sao mọi người. Mà mình cắn ra, mình nhai ra, nó nát ra luôn mọi người. Nó không hề cứng luôn á, công nhận hay thiệt. Uống sữa không? Ảnh bị cay là bởi vì hồi nãy Quỳnh để cái bô tây tò mà để cái khoai tây á, để gần cái gà cay này, cái hôm nay ảnh ăn cái ảnh nói cay quá, ảnh đổ nước. Lớn là biết rồi. Trời ơi, ảnh ợ mọi người, ảnh ợ mọi người. Ghê chưa? Nó ở cũng lớn lắm mọi người. Lớn rồi. Mua cả mâm vậy mà. Nhưng mà không biết ăn hết không. Vậy mà mình thấy có nhiều bạn mà ăn gà cay gọi hết nguyên menu luôn. Mua thì được mà. Bỏ tiền ra mua mới hỏi. Nhưng cái vấn đề là ăn hết thì không là quan trọng. Mua hết menu. Làm video ăn hết đem về cho gia đình ăn phụ. Có nhà Quỳnh á, có mình Quỳnh, rảnh xảo Quỳnh, rồi xa mua hết menu chắc ăn tới một tuần luôn. Ăn tới một tuần, ngày nào cũng ăn gà. Nhanh nhất cho 3 ngày. Sao con? Sao? Hả? Sao hả? Tới giờ ăn lãng mạn buồn ngủ mà. Khoa học đã chứng minh căng da bụng chùm da mắt là có thật. Và mọi người hãy chờ xem sao nó bắt đầu diễn nha mọi người. Đó, nó chuẩn bị diễn.
nó căng da bụng, nó trùng da mắt nha. Lúc mình chưa ăn nó tỉnh queo à, bắt đầu nó ăn được món nó yêu thích rồi bắt đầu á, nó chuẩn bị đi du lịch. Nó vẫn ngồi im ru mọi người, nó không ngủ. Quỳnh ăn không á mọi người, ăn chung với lại gà đó, nó nóng nó không cay, nhưng mà khi mình uống nước ngọt vô á nó cay mọi người. Nó gặp đồ lạnh nó cay hơn là mình ăn cái đồ nóng vô, nó bị phát tán cái độ cay ra mọi người. Bởi vậy á, khi mình ăn cam mình uống nước nóng á, hoặc là mình uống sữa thì nó sẽ đỡ hơn. Quỳnh đang ăn mở đồ lúng túng rồi à. Cái cánh mà nó chiên nhìn y như cái đùi luôn mà. Ảnh bắt đầu nó ngủ rồi đó mà. Quỳnh ăn xong cái này mình dẹp luôn nha. Quỳnh để Quỳnh quay lúc mà sao ngủ gật như vậy á, chủ yếu là Quỳnh cũng muốn quay lại kỷ niệm thôi mọi người, với lại cho mọi người xem những khoảnh khắc dễ thương của Sa nữa. Tại vì Quỳnh quay phim đâu phải lúc nào cũng ngủ gật đúng không, ngủ gật rồi đó. Nó chịu hết nổi nó ngủ gật mà. Thì cái video của Quỳnh đến đây cũng là sẽ kết thúc nha mọi người ơi. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của hai mẹ con Quỳnh. Nếu mọi người thấy thích cái kênh của hai mẹ con Quỳnh á, mọi người hãy bấm đăng ký, like, share, ủng hộ kênh giúp hai mẹ con Quỳnh nha. Quỳnh hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai. Bye bye. Yeah 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 yeah.